Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai Hoa hậu chuyển giới Hương Giang Idol là vợ cũ. Ông Hoàng Nhạc Việt không khỏi tự hào khi Hương Giang giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 và gọi cô là vợ cũ. Vừa qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải loạt ảnh cũ với Hương Giang Idol trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, anh còn khoe bức ảnh chụp lại vương miện, cúp Hoa hậu và giải băng danh hiệu do người đẹp chuyển giới gửi về từ Đức Thái. Nói về người em thân thiết vừa đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Ngôi sao làng nhạc không khỏi tự hào gọi Hương Giang là vợ cũ. Đàm Vĩnh Hưng mong các đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế sau này hãy học hỏi sự bản lĩnh và cố gắng của cô. Đàm Vĩnh Hưng gọi Hoa hậu Hương Giang là vợ cũ. Hương Giang gửi ảnh vương miện cúp và giải băng danh hiệu về báo cáo Đàm Vĩnh Hưng. Mr. Đàm công khai gọi Hương Giang là vợ cũ. Nói thêm về Hương Giang, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, luôn cảm thấy thích thú khi được cô gọi là đại ca. Hương Giang cũng tâm sự, dù là hoa hậu thì lối xưng hô thân thiết với đàn anh cũng không hề thay đổi. Sau khi đăng quang, người đẹp chuyển giới cũng không tránh khỏi cảm xúc lâng lâng khi hỏi ngược lại Mr. Đàm, đại ca ơi, có phải em làm nên lịch sử rồi đúng không anh? Trước đó, ông Hoàng Nhạc Việt dành sự ủng hộ rất lớn cho Hương Giang khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Chính nam ca sĩ là người đưa Hương Giang đi thử đồ, chọn cho cô những trang phục đẹp nhất để mang chuông đi đánh xứ người. Khoảnh khắc Hương Giang được xướng tên cho ngôi vị cao nhất khiến giọng ca họ Đàm liên tục hò hét, vui mừng, đến suýt rơi nước mắt. Mr. Đàm đưa Hương Giang đi chọn trang phục thi Hoa hậu. Anh và Hương Giang có mối quan hệ thân thiết trong làng giải trí.